ngày 29 tháng 2, Đảng ủy xã Sơn Phú đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự. Tới dự có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện. Theo quyết định, chi bộ quân sự xã Sơn Phú được thành lập với 7 đảng viên. Chỉ định đồng chí Phùng Đức Huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Bí thư chi bộ. Phó Bí thư chi bộ là đồng chí Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. Chi bộ quân sự xã Sơn Phú có nhiệm vụ lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, phối hợp với lực lượng công an xã và các lực lượng liên quan khác của địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các ban ngành đoàn thể của xã đã tặng hoa chúc mừng chi bộ quân sự. Tiếp đó, Đảng ủy xã Sơn Phú đã tổ chức giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng thời, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.